Xin chào các bạn, tôi là Ryan Alonso. Kỷ lục Guinness thế giới về số lần nhảy dây kép nhiều nhất trong 12 giờ và cũng là kỷ lục Guinness thế giới về số lần nhảy dây chéo liên tiếp nhiều nhất. Sau khi lập kỷ lục vào tháng 7 thì vào tháng 10, tổ chức Guinness tiếp tục công nhận thành tích bất khả chiến bại của Ryan Alonso với 3.731 lần nhảy dây chéo nhau bằng động tác vắt chéo dây xung quanh cơ thể. Một kỷ lục khác cũng do chính Ryan Alonso lập nên vào năm 2021 khi anh thực hiện 40.980 lần nhảy dây kép trong 12 tiếng đồng hồ. Trong kỷ lục này bạn không thể đi, bạn chỉ phải làm nhiều nhất có thể và kỷ lục trước đó là 2.405 lần vượt dây liên tiếp. Vì vậy, tháng trước tôi phải thực hiện hơn 3.700 lần. Ryan Alonso cho biết sức bền là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phá vỡ hai kỷ lục. Nhờ tập luyện marathon giúp anh chuẩn bị cả về thể chất và tinh thần. Mỗi khi có ai đó hỏi tôi về quá trình luyện tập cho nỗ lực kéo dài 12 giờ đồng hồ, tôi luôn đề cập đến quá trình luyện tập của mình từ cuộc chạy marathon, trong đó tôi có được rất nhiều kiến thức và trí tuệ từ quá trình luyện tập, bởi vì đó là hành động sức bền duy nhất mà tôi đã làm. Những thành tích gần đây của vận động viên này đã khiến anh ta có biệt tài Skipman. Alonso đã sử dụng môn thể thao này trong hơn một thập kỷ để khởi động cho các hoạt động thể thao khác như bóng rổ hay quyền Anh. Đúng ra tôi đã bắt đầu nhảy dây từ 10 năm trước hoặc thậm chí hơn nữa, nhưng tôi chỉ sử dụng nó như một động tác khởi động. Khởi động trước khi tập luyện, khởi động trước khi chơi bóng rổ hoặc quyền Anh. Nhưng sau đó tôi đã nghiêm túc hơn một chút trong quá trình đại dịch Covid-19 vì không thể làm gì khác. Các phòng tập thể dục đã đóng cửa, không thể chơi bóng rổ. Tôi muốn phá nhiều kỷ lục hơn nữa bởi vì tôi cảm thấy mình có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi cảm thấy rằng có rất nhiều người đã bắt đầu nhảy dây hoặc bắt đầu các hoạt động thể dục bởi vì chúng tôi có thể nâng cao nhận thức rằng chúng tôi không phải là những quốc gia có được đào tạo và có được những vận động viên chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn có thể đạt được điều đó một cách khá ấn tượng.